Xin chào quý khách hàng đã đến với kênh YouTube của Bếp Xanh. Hiện tại bên cạnh Chi là mẫu bếp 3 từ của hãng Bosch với mã là PEG651FC1E thuộc dòng series 6 là có xuất xứ là từ Tây Ban Nha. Chiếc bếp từ này sẽ có những đặc điểm gì khác so với các mẫu bếp 3 từ khác của hãng Bosch? Thì hãy cùng Chi theo dõi và khám phá chi tiết hơn trong video ngày hôm nay nhé. PEG651FC1E là sản phẩm bếp từ có 3 vòng nấu thuộc dòng series 6 của hãng Bosch, có xuất xứ là từ Tây Ban Nha. Tổng thể bếp sẽ được thiết kế theo dạng là kiểu dáng hình vuông với chiều ngang là 592mm, chiều sâu là 522mm và chiều cao là 51mm, phù hợp với những gia đình có không gian bếp hạn chế và đang tìm kiếm một chiếc bếp có thể nấu nhiều món ăn cùng lúc cho gia đình. Chiếc bếp này sẽ được hãng Bosch trang bị về mặt kính là có sedan của Đức, ưu điểm là độ bền cao nè, cũng như là trang bị 3 vòng nấu rất là rộng rãi. Còn bên dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống bảng điều khiển bằng cảm ứng với 17 mức công suất gia nhiệt cũng như là các tiện ích khác để hỗ trợ tiện lợi hơn trong quá trình nấu nướng. Vì đây là bếp từ âm cho nên là toàn bộ bồn bếp sẽ được giấu ở bên dưới, còn phần trên thì chúng ta sẽ thấy cái phần mặt kính mà thôi. Thiết kế này sẽ đem lại cái sự hiện đại cho không gian bếp, đồng thời là tạo cho mỗi không gian cho người nội trợ thoải mái khi mà chúng ta đứng bếp để nấu ăn. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có tổng thể bếp là được hoàn thiện với bề mặt kính là màu đen rất là sang trọng, có thể dễ phối hợp với nhiều nền bếp khác nhau, đặc biệt là những nền bếp có màu sáng để có thể là gia tăng thêm cái sự nổi bật và thu hút hơn. Đồng thời là thiết kế bếp thì chúng ta sẽ có cái phần vắt cạnh kính ở phần mặt trước cũng như là hai cạnh bên nè, và sẽ có phần bo góc ở cả bốn góc bếp như thế này, rất là nhẹ nhàng để có thể tránh được tình trạng bể cạnh trong quá trình sử dụng, đồng thời là sẽ bảo vệ tay của người dùng khi mà chúng ta vô tình chạm vào các góc của bếp. Tương tự các mẫu bếp khác của Bosch thì bếp PEG651FC1E cũng sẽ được trang bị bề mặt kính là có sedan của Đức với ưu điểm là khả năng chịu nhiệt nè, chịu sốc nhiệt tốt, chịu lực tốt cũng như là sẽ tránh cho chúng ta được trầy xước trong quá trình sử dụng. Bề mặt bếp thì rất là nhẵn và dễ dàng vệ sinh, đồng thời là có khả năng là nhận diện nồi nấu rất là tốt, tức là khi mà chúng ta bật bếp mà không có nồi trên bếp thì bếp nó sẽ không gia nhiệt ha, còn khi mà chúng ta đặt nồi lên bếp thì bếp sẽ gia nhiệt và chúng ta sẽ có cái chức năng là nhận diện đáy nồi rất là chính xác để có thể truyền nhiệt chính xác lên cái phần đáy nồi để giảm được hao phí điện năng trong quá trình sử dụng. Chiếc bếp này sẽ được trang bị là 3 vùng nấu để quý khách hàng có thể nấu ăn 3 món cùng lúc trên bếp rất là tiện lợi. Và 3 vùng nấu thì sẽ có kích thước khác nhau để phù hợp với nhiều mẫu kích thước của sau nồi chảo ha. Ngoài cùng bên trái chúng ta sẽ có một cái vùng nấu lớn với đường kính là 28cm, công suất là 2600W và có hỗ trợ công suất booster với công suất lên đến là 3700W ha. Ở vùng trên bên phải thì chúng ta sẽ có đường kính là 15cm, công suất là 1400W, công suất tối đa là 2200W. Ở vùng bên dưới của bên phải thì chúng ta sẽ có đường kính là 21cm, công suất là 2200W và hỗ trợ mức công suất booster lên đến là 3100W. Cả 3 vùng nấu đều có tính năng là nhận diện nồi nấu và gia nhiệt chính xác lên đáy nồi, nên quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về cái khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Ngay ở bên dưới của 3 vùng nấu là hệ thống bảng điều khiển bằng cảm ứng với những ký hiệu rất là trực quan, giúp chúng ta có thể dễ dàng tùy chọn và sử dụng. Ở ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái phím nguồn để quý khách hàng có thể bật tắt bếp nè. Rồi ở giữa thì chúng ta sẽ có mức công suất là từ 0 đến 9 cũng như là các mức công suất lẻ từ 1.5, 2.5 đến 8.5, thì tổng cộng chúng ta sẽ có 17 mức công suất để quý khách hàng có thể tùy chọn phù hợp với các món ăn của mình. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có 3 cái nút ký hiệu để quý khách hàng có thể chọn vùng nấu tương ứng với cái vùng nấu ở phía trên ha. Đồng thời thì mỗi vùng nấu sẽ có thêm mức công suất booster, thì quý hàng có thể chọn để có thể gia tăng mức công suất của bếp lên cao nhất để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian hơn. Ở ngoài cùng bên trái chúng ta sẽ có một phím là tạm dừng nấu nè, rồi tiếp đến là nút khóa an toàn cho trẻ em, thì quý hàng có thể ấn và giữ để kích hoạt tính năng khóa để giúp trẻ em không có chạm tay vào bếp, đồng thời là chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh bề mặt bếp mà không có bị ảnh hưởng đến bảng điều khiển ha. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút là chức năng chiên xào, thì chức năng này sẽ phù hợp cho hai vùng nấu ở bên phải thôi, thì quý hàng có thể chọn được nhiệt độ chuẩn xác hơn cho các món chiên xào nấu ăn ngon hơn. Và ngoài cùng bên phải chúng ta sẽ có một nút là hẹn giờ, thì quý hàng có thể cài đặt hẹn giờ cho cả 3 vùng nấu tối đa là 99 phút để chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát các món ăn của mình hơn. Ngoài tính năng là khóa an toàn cho trẻ em thì chiếc bếp này còn được trang bị những tính năng an toàn khác để hỗ trợ trong quá trình nấu nướng, như là tính năng là cảnh báo nhiệt dư ở 2 cấp độ để quý khách có thể nhận biết là bếp đang còn nhiệt dư và chúng ta tránh chạm tay vào lau chùi. Thứ hai là tính năng tự động tắt bếp khi mà có nước tràn, thì khi mà quá trình nấu nướng mà có nước tràn ra mặt bếp thì bếp sẽ tự động tắt ngay lập tức. Và cuối cùng là tính năng tự động tắt khi mà quá nhiệt để có thể đảm bảo an toàn điện cho cả gia đình. Vừa rồi thì Chi đã điểm qua cho quý khách tổng quan những điểm nổi bật nhất về mẫu bếp từ PEG 651
FC1E của hãng Bosch thuộc dòng Series 6. Tổng kết lại thì chiếc bếp này sẽ có những ưu điểm như là thiết kế nhỏ gọn theo dáng là hình vuông nè, bề mặt kính có ceran của Đức, có khả năng là chịu lực chịu nhiệt tốt. Ba vùng nấu thì chúng ta có thể thoải mái chế biến nhiều món ăn chia thành có nhiều thành viên, cũng như bên dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống bảng điều khiển bằng cảm ứng rất là dễ sử dụng. Chiếc bếp này sẽ được hãng Bosch bảo hành chính hãng 3 năm tại nhà, và để có thể sở hữu với giá ưu đãi nhất thì quý hàng có thể đến ngay các showroom của Bếp Xanh, họ gọi hotline 1800 675, hoặc truy cập website www.bepxanh.com để được nhân viên Bếp Xanh tư vấn chi tiết hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý hàng trong các video lần sau.